Kính thưa quý vị, dừng tổ chức sinh nhật hai bà để khỏi tốn kém. Báo mạng Vietnamnet cho hay, chính quyền Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội vừa ra lệnh đình chỉ việc tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật hai bà Trưng tại đền thờ hai bà ở huyện Mê Linh, Hà Nội. Thông tin này được Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Hà Nội tung ra trước đó, nói rằng lễ mừng sinh nhật lần thứ 2000 của hai bà được tổ chức sẽ kéo dài suốt 3 ngày, từ ngày 22 đến 24 tháng 8 năm 2014. Vietnamnet dẫn lời ông Phan Đăng Long của Thành ủy Hà Nội tuyên bố trong cuộc họp báo chiều ngày 19 tháng 8 nói rằng lý do đình chỉ việc tổ chức sinh nhật hai bà Trưng tại đền thờ hai bà ở huyện Mê Linh, Hà Nội là vì Hà Nội không muốn chính quyền địa phương tốn tiền. Ông này cũng nói rằng sinh nhật 2000 năm tuổi của hai bà sẽ được tổ chức một lượt với lễ kỷ niệm cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng vào năm tới. Ông này cho rằng lễ sinh nhật của hai bà Trưng là loại hình hoạt động văn hóa nhân gian nên không nhất thiết và chính xác về thời gian. Còn theo dư luận, quyết định của chính quyền Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội biểu lộ thái độ can dự quá mức đối với việc tổ chức các lễ hội văn hóa tại các địa phương.